Rồi, chào mừng anh chị trở lại video của em nha. Trong video ngày hôm nay bên em cập nhật gửi đến anh chị cái nguồn đơn thịt, đơn thương phẩm trong cuối tháng 8 2024. Thì hiện nay cái giá đơn thịt, đơn thương phẩm hiện tại nguồn đơn đồng tự nhiên cũng như là nguồn đơn nuôi đang rất là cao. Thì đối với cái nguồn đơn đồng tự nhiên hiện tại giá đang dao động từ 180 đến 200.000 trên 1kg. Tùy theo từng đại lý họ bán ra cũng như là nguồn lương của bà con họ kiếm được, tùy theo từng vùng miền thì từ 180 đến 200.000 một kg, thì có vùng miền sẽ từ 200.000 và có vùng miền sẽ từ 180 đến 190. Đấy, thì bên em đang phân tích là cái giá lương thịt, lương thực phẩm của cái nguồn lương tự nhiên. Còn đối với cái nguồn lương nuôi thì hiện tại thì đối với nguồn lương xô, tức là nhất nhì ba, nó cũng đang dao động rất là cao. Hiện tại thì nó đang dao động từ 120.000 đến 130.000 trên 1kg. Hiện tại bên em đang làm video thì nó rơi vào cuối tháng 8 dương lịch. Thì trong thời gian tới cái nguồn lương thịt còn sẽ có dấu hiệu đi ngang và đi lên, chứ chưa có dấu hiệu đi xuống anh chị nhé. Rồi, hiện tại là bên em đang thay nước lươn. Thì đây là những các cái bể lươn mà bên em nuôi. Anh chị thấy rất là to rồi. Hiện tại lươn này rơi vào 15 cân một cân. Còn bể bên này thì nó rơi vào từ 8 đến 10 con một cân. Thì như thường lệ thì bên em thay nước xong sẽ cho lươn ăn. Hiện tại là bên em đang thay nước. Còn bể bên này thì đang 30 cân một cây. Hiện tại đến giờ bên em cho lươn ăn, thì bên em sẽ quay lại những các cái hình ảnh để gửi đến anh chị. Đây là những bể lươn thịt, lươn thương phẩm của bên em.
Rồi video ngày hôm nay bên em thông báo gửi đến quý anh chị nguồn đơn thịt lương thương phẩm của cái nguồn đơn đồng tự nhiên cũng như là nguồn đơn nuôi. Mọi thông tin về nguồn đơn thịt lương thương phẩm thì quý anh chị có thể gọi trực tiếp qua bên em hoặc là có thể nhắn tin dưới cái video này, bên em sẽ trả lời đến quý anh chị trong thời gian sớm nhất. Rồi video bên em cũng xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video bên em. Bye bye quý anh chị. Hẹn gặp lại quý anh chị những video tiếp theo.